tiếng nói quê mình mộc mạc mà thương tiếng cuộng. Bất động sản Hà Bình Ngon xin kính chào quý nhà đầu tư và bà con quan tâm đến bất động sản. Vị trí Hà Bình Ngon đang đứng ở đây là giáp với trục đường Đại Lộ Thăng Long. Hướng về bên này thì về trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình, cách khoảng 15 km. Còn xuôi theo hướng đường này thì là về khu công nghệ cao Hoàn Lạc, cách chắc cũng khoảng độ 10 km. Thì phía bên này là địa phận xã Ngọc Niệp. Còn đây là cái khu vực con đường này phân cách hai xã Ngọc Niệp và Ngọc Mỹ, con đường nhỏ này, con đường nhỏ ven mương này. Còn đây là cái con đường lớn trục đường kinh tế Bắc Nam. Thì đây là một nhánh để nối với đường Đại Lộ Thăng Long, và một nhánh phía đằng kia đường còn lớn hơn. Sau này sẽ xây dựng cái nhánh phía đằng dưới kia, chỗ cái đoạn cầu vượt sang bên Thạch Thất, thì cái nhánh bên đó lớn hơn, nó cũng vẫn là trục đường kinh tế Bắc Nam. Thì xung quanh đây, cái đường này là nó đi thẳng về xã Ngọc Mỹ và Ngọc Than, và giáp danh với Ngọc Niệp bên này. Đi thẳng đây là đi xuyên qua ôm cua cái cánh đồng nàng trong thôn xóm của xã Ngọc Mỹ. Thì con đường này đang được xây dựng và hoàn thiện để đấu nối ra trục đường thị trấn Quốc Oai, đi xuyên vào giữa trục đường, đấu nối vào trục đường thị trấn Quốc Oai. Thì sau này cánh đồng phía bên này thì giáp với đường Đại Lộ Thăng Long sẽ là một tổ hợp y tế của các bệnh viện lớn như bệnh viện mắt, bệnh viện phụ sản và các bệnh viện khác thì Hà Bình Ngon không liệt kê được hết, không nhớ được hết tên. Thì sẽ nằm ở cánh đồng này, nằm ở cánh đồng xã Ngọc Mỹ này. Ở cái khu cánh đồng này sau này sẽ thu hồi hết, và còn đâu đó là có cả tập đoàn Vinmec là của Phạm Nhật Vượng cũng sẽ đầu tư bệnh viện ở trong cái khu cánh đồng này. Và đất thì cũng đã lên kế hoạch hết rồi, chỉ có chờ cơ sở hạ tầng như đường xá xây dựng lên, sau đó cơ sở hạ tầng tiếp theo đó là dân cư ở trong nội thành Hà Nội sẽ giãn dần ra các khu vực ngoại thành để cơ cấu phát triển lại trong nội đô. Thì cái lượng người khoảng gần 1 triệu dân trong nội thành Hà Nội sau khi được đền bù giải phóng mặt bằng thì sẽ chuyển ra mua đất ở ngoại thành rất là nhiều, rất là lớn. Tùy theo nhu cầu của từng người mà họ đi tìm đất ven đô hoặc đất vẫn trong nội thành thì tùy. Đấy là ý kiến cá nhân của từng người. Nhưng cái lượng người khoảng gần 1 triệu người trong nội thành Hà Nội từ nay đến 2025 được đền bù giải phóng mặt bằng để thành phố Hà Nội cơ cấu lại trong nội thành thì số lượng người đó ra ngoài thành Hà Nội mua đất thì rất là lớn. Bây giờ cũng đã bắt đầu có cái xu hướng là dịch chuyển dần ra ngoại thành, và những người có tiền đã đầu tư trước rồi, những người có tiền bắt đầu đầu tư trước từ nhiều năm trước và bây giờ đang ồ ạt rất lớn, đặc biệt là Covid như thế này thì cái lượng tiền gửi ngân hàng sẽ không có lãi suất nhiều, và ngân hàng cũng đang cho vay rất là thấp, thấp nhất trong 10 năm trở lại đây. Và nhà nước cũng đang có một cái gói kích cầu kinh tế sau dịch là 800.000 tỷ sẽ bơm vào nền kinh tế để phát triển kinh tế, để xây dựng cầu đường và những cơ sở hạ tầng, cũng như là bơm vào các công ty cho các doanh nghiệp phát triển để giải cứu nền kinh tế. Thì lượng người đi mua đất hiện tại bây giờ ở trên khắp cả nước rất là đông, đổ xô vào mua đất. Thì trong cái khu vực này chúng ta mua, ví dụ chúng ta đầu tư ở trong khu thị trấn Quốc Oai này, xã Ngọc Mỹ này, Ngọc Niệp này, Ngọc Than này, hay là Niệp Tuyết này, trong cái khu vực mà ven đường Đại Lộ Thăng Long này,
thì sau này nó rất là phát triển. Ở trên đại lộ Thăng Long thì mọi người biết, ở cái đoạn đường chỗ ngã tư khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Quốc Oai, thì trên đấy là Phú Cát này, Tân Xã này, Bình Yên này, và những cái xã ven đấy thì nó phát triển. Bây giờ đất rất đắt rồi, không phải ai cũng có thể mua được đất ở trên khu vực đấy, thì chúng ta tìm vào những cái khu vực ven hơn. Thì đất bây giờ, đất sổ đỏ vẫn đâu đó ở trong nông thôn thì đâu đó khoảng 10 triệu đến 17, 18 triệu trên một mét vuông sổ đỏ, thì chúng ta vẫn đầu tư được. Và cái phần đi tìm được người bán đất thì phải mất thời gian thôi. Và vị trí đất thì đây, đây là cái con đường này chạy ôm quanh cái nàng Ngọc Mỹ, ôm quanh nàng Ngọc Mỹ và ra đấu nối cùng với cái đường thị trấn Quốc Oai. Và ở trong xã Ngọc Mỹ này, xã Niệp Tuyết này, Tuyết Nghĩa hay là Niệp Tuyết đấy, Hà Bình Ngon không nhớ rõ lắm. Và gần khu vực cánh đồng xã Ngọc Mỹ, xã Niệp Tuyết và một xã nữa Hà Bình Ngon không nhớ, là có 3 xã là giáp tranh trung lanh giới, thì sẽ có một cái dự án khu triển lãm nông nghiệp lớn nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á và tầm cỡ thế giới. Diện tích rộng là 38,28 ha đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai ký phê duyệt và chuẩn bị đầu tư. Thì cái khu đấy là một cái khu mà thành công viên nông nghiệp và những nghiên cứu công nghệ cao liên quan đến nông nghiệp cũng như vui chơi giải trí ở quanh cái khu vực đấy. 38,28 ha thì rất là lớn, nên là hiện tại mà đất ven đô như huyện Quốc Oai thì trong tương lai sẽ rất là phát triển, rất nhiều cơ sở hạ tầng được đầu tư ở trong này. Và đặc biệt là đi vào khu vực khu công nghệ cao Hòa Lạc thì phải đi qua Quốc Oai, và Quốc Oai chính là cái điểm trung chuyển ở giữa và rất là thuận lợi, không quá xa. Và đi du lịch thì chúng ta có thể đi thêm hơn 10 km hoặc 20 km chúng ta lên khu du lịch Ba Vì. Thì trên Ba Vì là sau này được quy hoạch thành khu du lịch Tâm Linh. Chúng ta biết là có một cái con đường khu du lịch Tâm Linh, con đường Tâm Linh từ Ba Vì chạy về thẳng Hồ Tây, Hà Nội, thì cũng đang được quy hoạch và sẽ sớm thực hiện từ nay đến 2030 là trong kế hoạch xây dựng. Thì có thể là sau 2025 thì sẽ xây dựng. Và đằng trước đây là đường đại lộ Thăng Long, thì sang năm tới là Vingroup sẽ khởi công xây dựng tuyến đường tàu số 5 Văn Cao Hòa Lạc. Thì cái điểm cuối cùng dừng lại ở xã Yên Bình Thạch Thất, và có một cái điểm dừng đó là sẽ có một cái điểm dừng 17 hecta là sẽ là cái điểm bến dừng đỗ tàu. Và bên cạnh đấy là có một cái chợ buôn bán cấp vùng rất là lớn, tức là bán buôn cấp vùng và khu vực, tức là từ Phú Thọ, Vĩnh Phúc và các tỉnh Tây Bắc, Xuân Mai, Hà Nội các kiểu, nó sẽ tập trung về đấy, hàng hóa về đấy rất là lớn, và gần cái bến tàu nên là rất là tiện và gần cái khu nghệ cao. Để những ai nếu mà tìm hiểu quy hoạch thì nên đầu tư đất về hướng Tây, phía Tây Hà Nội, tức là từ khu vực Hoài Đức, Đan Phượng, Sơn Tây, Quốc Oai, Thạch Thất để đầu tư. Và hiện tại thì giá đất so với nội thành còn đang rất là rẻ. Còn ai mà không biết, hiện nay thì quy hoạch rất là lớn, thì chúng ta đầu tư là chúng ta phải biết được quy hoạch. Nếu chúng ta không biết, chúng ta phải cần tìm những nhà tư vấn như
Bất động sản Hà Bình Ngon và số điện thoại 0968 0963 129996. 0963 129996 để được tư vấn và đi check in quy hoạch tại mảnh đất mà cần tìm mua, để tránh vướng phải quy hoạch. Nếu vướng quy hoạch thì giá rất là rẻ. Đền bù thì không đáng là bao nhiêu mà chúng ta sẽ mua nỗ. Nhưng mà nếu mà chúng ta check được quy hoạch, chúng ta đầu tư trước khi xây dựng những cơ sở hạ tầng lên, thì chúng ta mua được đất giá còn rất là rẻ. Và khi mà xây dựng lên thì giá rất là đắt. Ví dụ như cái con đường này lên một cái là xã Ngọc Mỹ là đất sốt lên gấp 3, gấp 4 lần luôn. Thế này nếu mà chúng ta mà biết con đường này từ trước quy hoạch xây dựng thì chúng ta sẽ mua được đất rất là rẻ, chỉ khoảng 5, 7 triệu, 10 triệu một mét vuông đất thổ cư. Nhưng mà bây giờ trong xã Ngọc Mỹ là không thể mua được cái giá 5, 7 triệu, 10 triệu một mét thổ cư nữa, mà bây giờ có chỗ đến 4, 50 triệu rồi. Nên là khi mà chúng ta mà biết quy hoạch trước, chúng ta đi soi quy hoạch thì chúng ta mua, thì đầu tư là sinh lời rất là cao. Cái đó thì chúng ta phải gặp những người làm tư vấn bất động sản giống như Hà Bình Ngon, phải có bản đồ soi quy hoạch để soi được trước khi quy hoạch thực hiện như thế này. Thế là soi được trước khi thực hiện thì chúng ta mua đất nó mới được rẻ. Còn khi mà đã xây dựng như thế này hoặc có phê duyệt xây dựng thì lúc đấy là đã công khai quy hoạch rồi thì rất là đắt. Chúng ta mua thì rất là khó và lãi suất không cao. Chúng ta phải mua trước khi công bố quy hoạch. Và cái bản đồ đấy thì không phải ai đi tư vấn bất động sản cũng có. Không phải ai cũng có. Rồi quý vị bà con, những nhà đầu tư ai quan tâm đến bất động sản có thể liên hệ tư vấn với bất động sản Hà Bưởi Ngon, số điện thoại 0963 129996. Địa chỉ thôn 7, xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội. Xin cảm ơn đã theo dõi video clip này của Hà Bưởi Ngon. Tại miền Bắc, giá đất tại các tỉnh tăng cao như Thái Nguyên tăng 15%, Hưng Yên tăng 26%, Ba Vì tăng 75%, Hòa Bình tăng 102%. So sánh với quý 4 năm 2020, giá đất được đánh giá tăng đáng kể. Có thể lấy ví dụ như Thái Nguyên tăng 50%, Bắc Giang tăng 37%, Hòa Bình tăng 35%, Ba Vì tăng 33%, Quốc Oai tăng 32%, Bắc Ninh tăng 28%, Hải Dương tăng 19%. Tại khu vực phía Nam, vùng thành phố Hồ Chí Minh, giá đất tại Biên Hòa, Nhà Bè cũng ghi nhận ở mức giao bán tăng khoảng 16%. Còn giá đất tại Cần Giờ đã tăng mạnh 23% so với quý 1 năm 2020. Khu vực miền Nam ghi nhận mức độ quan tâm đất nền dự án gia tăng ở Bà Rịa Vũng Tàu tăng 24% và Kiên Giang tăng 36%. Trong khi đó ở miền Trung, các khu vực nhận được lượng quan tâm đáng kể so với quý trước là Đà Nẵng tăng 32%, Thanh Hóa tăng 76%. Thị trường Đà Nẵng đang khởi sắc ở loại hình đất nền dự án. Nguyên nhân nào dẫn tới việc sốt đất trên cả nước đầu năm nay? Em Vũ sẽ làm một video để phân tích tình hình cụ thể. Xin mời quý chị đón xem. Tôi vừa đọc một cái bài báo trên Cà Phép có cái tiêu đề rằng là hàng triệu thanh niên Trung Quốc sẽ không lấy được vợ vì không có nhà. Không biết là các bạn có thấy là Trung Quốc có sai không? Thưa các bạn, tôi đang đứng tại rất gần Trung Quốc, bên phía kia chính là Trung Quốc. Những tòa nhà cao tầng bên phía kia chính là bên phía Trung Quốc. Tức là bên đấy thì thanh niên bên họ rằng là không lấy được vợ nếu không có nhà. Thì cái việc này